Cơ quan phòng vệ Đài Loan nói rằng một loại máy bay không người lái UAV mới mà truyền thông Trung Quốc loan tin có thể mang theo vũ khí hạng nặng đã bay quanh Đài Loan. Trong bản tin cập nhật hàng ngày về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong 24 giờ trước đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan sáng nay 28 tháng 4 nói rằng 19 máy bay quân sự Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không ADIS của Đài Loan, theo Reuters. Trong số máy bay trên có UAVTB-00, loại đã bay vòng quanh Đài Loan, băng qua eo biển Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan và Philippines, rồi bay về phía đông Đài Loan trước khi quay trở lại bờ biển Trung Quốc theo bản đồ do Cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gọi TB-001 là con bọ cạp hai đuôi và đăng những bức ảnh về TB-001 với tên lửa nằm dưới cánh, mô tả UAV này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ở tầm cao và tầm xa. Trong tháng này, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi lãnh đạo Đài Loan, Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Los Angeles vào ngày 5 tháng 4. Kể từ năm ngoái, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên đi qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, vốn thường được coi là ranh giới không chính thức giữa hai bên. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng họ không công nhận đường trung tuyến này. Chính quyền Đài Loan lâu nay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng chỉ người dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ, theo Reuters. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.